để ép đặt một cái chiếc rèm cầu vồng làm sao cho nó đẹp và hợp lý nhất nhá. Và bây giờ mình bắt đầu này. Cái rèm cầu vồng thì nó gồm có các cái bộ phận. Thứ nhất là nó có cái ke như này. Đây là một cái ke chữ L bám vào tường và kèm theo nó là một cái ke để ôm cái rèm cầu vồng. Ôm trọn cái rèm cầu vồng. Đầu tiên thì các bạn khoan đo đạc và khoan 2-4 cái lỗ để bắt vít. Bắt vít nở. Sau đó các bạn sẽ bắt cái ke này vào như thế này. Cái vít này thì các bạn có thể sử dụng là mũi khoan 8 hoặc 10. Khoan 8 hoặc khoan 10 thì có thể là chắc hơn. Sau đó các bạn đóng vít nở vào và bắt ke vào. Sau khi mình lắp rèm xong, các bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Căn phòng sẽ trở nên mát mẻ và sang trọng hơn rất là nhiều. Cách lắp rèm cầu vồng thì rất là dễ thôi, cũng không có gì là khó. Nó cấu tạo rất là đơn giản. Chính vì cái cấu tạo đơn giản như thế này nên nó không có cái ưu điểm là nó khó mà hỏng hóc được. Và nó rất là bền bỉ. Cái rèm thì hộp của nó cũng rất là nhẹ thôi. Đó, các bạn dùng tô vít vít ke lại. Cái hộp rèm nó cũng cấu tạo được vừa đơn giản vừa rất là nhẹ thôi nên là cũng khó mà hỏng được. Căn nhà này có bộ bàn ghế rất đẹp, sập vụ tủ chè ngày xưa. Khi mà các bạn khoan thì các bạn nhớ sử dụng cái khăn ướt như này để hứng á, thì bụi nó sẽ không bao giờ bay ra nhà và các bạn sẽ dọn dẹp rất là đơn giản, không phải vất vả gì cả. Đây là mình vừa mới lắp xong một cái đấy, các bạn ngắm thử xem nó đẹp không. Đây là chủ nhà. Đó, đây là lắp tiếp theo thứ hai. Và lát nữa còn rèm vải nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp luôn. Trông nó đẹp hẳn nhỉ? Thế đấy, sang trọng hẳn lên luôn. Đẹp hẳn luôn đấy các bạn ạ. Giá mà có cái nút tạm dừng để tạm được dừng cái khâu vận ốc này. Đỡ xem đây. Đây là cái rèm vải, lát nữa mình sẽ lắp. Bạn nhìn thấy màu vải đẹp không? Màu ghi kẻ rất là sang hai mặt luôn. Nhà bạn này rất thích màu ghi, nhưng mà thật ra màu ghi thì cũng đẹp thật, rất là sang. Và cái rèm vải và cái rèm cầu vồng này nó cùng tông màu ghi đấy các bạn ạ. Khi mà căn phòng nó có hai loại vải, vừa hai loại rèm, một là vải và hai cầu vồng, mình sẽ lựa chọn cả cái hai cái tông màu nó cùng nhau thì tổng thể của cái căn phòng nó sẽ trở lên rất là hài hòa và đẹp. Đó. Giờ bác đã lắp xong ke rồi. Giờ mình sẽ đưa hộp rèm lên để lắp lại nhé. Bây giờ sẽ sập cái trên của rèm vào cái thanh và cái ke mình vừa mới lắp xong. Alo. Chị lại vừa đi mất. Chị lại vừa đi mất rồi. Chị đi về quê mai chị về không? Thôi em gửi cho chị cái. Đây là căn nhà của một bạn ở một bạn ở bên phố. Bạn có một căn nhà nữa ở gọi là thành bên ngoại ô để trở về mỗi khi dịp cuối tuần. Bạn ấy đã ủng hộ mình rất là nhiều, 3 lần làm rèm và trong vòng 6 năm 2 căn nhà thì bạn ấy đều nhớ đến mình và mình rất là biết ơn bạn ấy. Đó, khi lắp xong thì các bạn sẽ có hai cái dây bên phải thôi, các bạn sẽ kéo và cái rèm nó sẽ được hoạt động theo cơ chế như thế. Các bạn có thể điều chỉnh sáng 1/2 hoặc là tối hết. Đó. Rất là linh động cho sự lựa chọn ánh sáng.
và những người mà ủng hộ mình như thế, mình rất là biết ơn, và mình sẽ có những cái sự khuyến mại hoặc là những cái giá rất là ưu đãi, thậm chí là chỉ làm vì sự biết ơn thôi. Mình rất là cảm ơn. Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn xong cách lắp một cái rèm cầu vồng nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.